Chào mừng các bạn đến với chương trình tutorial của Trung tâm Tin học Khoa học Tự nhiên. Mình là Hạnh. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một hiệu ứng gọi là beam string mà trong 3D Max. Thì đầu tiên ta sẽ tìm hiểu beam string là gì. Thì nôm na beam string là một cái hình ảnh mà nó được tạo thành từ những cái mảnh ghép hoặc là những cái giống như cái đinh ghim đó. Thì các bạn có thể search trên Google sẽ có được cái hình ảnh tương tự như thế này. Thì mình sẽ làm những cái hình ảnh như thế này bằng cách sử dụng 3D Max và sẽ có kết hợp với Photoshop. Thì để đầu tiên làm được những cái hiệu ứng như thế này thì đầu tiên mình phải cần một cái khối mô hình 3D. Thì ở đây mình đã sẽ chuẩn bị sẵn. Mình sẽ có một cái khuôn mặt người 3D như thế này và mình sẽ làm cái hiệu ứng đó bằng cách lấy khuôn mặt người này làm mẫu. Thì đầu tiên là mình sẽ lấy khuôn mặt người nhìn từ cái mặt front như thế này. Thì việc đầu tiên mình làm sẽ cần là phải đặt một cái camera hướng về cái khuôn mặt. Mình sẽ chỉnh lại cho nó. Lấy một chút. Rồi, sau khi đã chọn được cái khung cảnh camera ưng ý rồi thì trước khi render thì các bạn còn phải kết hợp với một cái hiệu ứng V-Ray trong 3D Max. Đó là V-Ray GDEP. Thì V-Ray GDEP nó là một cái kênh alpha. Nó sẽ cho ta được một cái bức ảnh ray scale có các màu chuyển sắc từ trắng cho đến đen. Thì với những điểm nào gần camera thì nó sẽ cho ta cái màu trắng và càng xa thì nó sẽ chuyển thành màu xám và dần biến thành đen. Thì ta có thể điều chỉnh cái khoảng cách từ gần cho đến xa bằng cách điền các khoảng cách từ trong cái GDEP min cho đến GDEP max. Ví dụ mình để từ 0 đến 500 như thế này thì do đó khi mình render thì các bạn sẽ thấy ngoài cái ảnh chính ta được thì ta sẽ được cái kênh alpha như thế này. Thì nó màu trắng toát như thế này thì tại vì so với khoảng cách 0 thì nó quá xa nên nó sẽ trắng như thế này. Thì giờ đó chúng ta phải chỉnh lại cái khoảng cách min và max. Thì để điều chỉnh khoảng cách này thì đầu tiên ta còn phải đo khoảng cách từ camera cho đến cái đối tượng. Thì các bạn có thể vô đây tab và ta sẽ đo. Ví dụ như đối với cái bức tượng này thì khoảng cách gần nhất đối camera là cái mũi. Các bạn sẽ thấy là ta có được khoảng cách là 12.8 mm. Và đương nhiên là chỉ là ước chừng thôi, các bạn cũng không cần phải đo chính xác lắm. Tới khoảng mang tay, đương nhiên tại vì đây là một cái khối 3D nhưng mà từ camera nhìn tới thì mình nhìn thấy tới cái mang tay là hết rồi. Các bạn không cần nhất thiết phải đo ra sau gáy. Đo khoảng đây là các bạn sẽ thấy là nó là 19.9, nó gần 20. Thì mình sẽ chỉnh lại trong cái V-Ray GDEP là 13 và 20. Mình render thử. Đây các bạn sẽ thấy được cái hình ảnh như thế này. Các bạn hãy chỉnh nó lại một chút cũng được, thì mình giảm thông số này xuống là 19 thử. Thì mình sẽ có được cái hình ảnh như thế này. Các bạn cũng không cần quan trọng cái phần dư thế này đâu, chủ yếu mình lấy cái phần ở trên là được rồi. Và để cho bức ảnh của mình có độ phân giải cao thì tốt nhất mình nên chỉnh lại. Giờ mình lấy là 1.500 x 1.500. Các bạn sẽ có được bức ảnh như thế này và mình sẽ save nó lại. Và các bạn nhớ là save nó dưới định dạng đuôi.tif. Em đặt tên là
A đi. Sai. Và sau đó các bạn phải mở Photoshop lên. Mình sẽ thao tác trên cái bức ảnh này trước khi chuyển qua 3D Max lại một lần nữa. Thì trước khi mình thao tác cho bức ảnh này thì các bạn cần phải chỉnh lại sơ qua bức ảnh này một chút bằng cách tăng cái độ tương phản bức ảnh này lên. Tại vì mình còn phải phân biệt giữa hốc mắt và mũi và miệng, như thế này là giữa miệng thì nó còn sáng đều quá thì mình phải chỉnh lại một chút. Mình giảm độ brightness này xuống, mình tăng cái contrast này lên, các bạn có thể tăng tối đa cũng được. Ok, sau đó mình sẽ chia bức ảnh này thành từng pixel nhỏ bằng cách các bạn vô filter, pixel layer và màu sắc. Mình có thể chỉnh nó thành khoảng là 15, 16, 17. Các bạn đừng chỉnh lớn quá nó sẽ bị nhòe, mà nhỏ quá thì bức ảnh của mình nó sẽ bị chi tiết quá. Thì mình cho nó lớn một chút, ví dụ mình để nó là 17 pixel. Thì chúng ta chia cái bức ảnh này thành từng ô 17 pixel thì mình cần phải tạo một cái pattern mới tương ứng với nó là 17 pixel. Ok, các bạn có thể tạo cái ô pixel như thế này, define pattern hay đặt tên cho nó là dot 17 nhân 17. Để ví dụ các bạn làm được cái thấy cái ảnh của mình cái dot này nó lớn quá thì các bạn, hoặc là nó nhỏ quá, các bạn có thể làm một cái pattern khác thì nếu các bạn khỏi lẫn lộn cái kích thước của nó. Rồi sau đó ta tạo một layer mới và các bạn sẽ fill cái layer này bằng cái pattern mình vừa tạo. Chúng ta sẽ bấm invert cái bức ảnh này lại, đổi thành trắng và đen bằng cách vô đây. À, các bạn bấm phím tắt là Ctrl Y. Và sau đó mình sẽ multiply với cái hình thì các bạn sẽ được cái hình mới như thế này. Chúng ta có thể chỉnh một chút để phân biệt cái màu đen này cho nó nổi lên một chút bằng cách các bạn vô Adjustment chỉnh lên một chút. Ok, và mình xài lại. Bây giờ mình đặt tên là B và các bạn nhớ là nó cũng là đuôi chấm tiếp luôn. Và chúng ta quay lại bằng 3D Max, các bạn sẽ tạo một tấm plane mới. Mình sẽ áp cái hình mình vừa mới làm xong vô tấm plane này. Và các bạn vừa nhớ là cái output mình xuất ra là một cái hình vuông 1.500 x 1.500, do đó tấm plane này các bạn cũng để cho nó là một cái kích thước vuông luôn. Mình sẽ tạo một ô vật liệu, à nó chưa có về đây. Các bạn sẽ cho nó một cái bitmap là cái hình B hồi nãy mình vừa mới tạo và áp vô cái tấm lên này. Và sau đó các bạn sẽ dùng một cái lệnh gọi là Vray Displacement để mình extrude những cái pixel mình vừa tạo ứng với cái trên khuôn mặt này ra. Thì các bạn có thể chọn 2D mapping và chọn cái bitmap đó, còn không thì các bạn có thể copy lên đây và kéo từ đây vô đây. Thì cái amount này chính là cái kích thước mà mình extrude ra nhiều hay ít. Ví dụ mình để nó là 50, các bạn coi ha, và các bạn có thể tăng cái
hai cái resolution này lên để cho cái bức ảnh của mình nó mướt. Thì mình để là 1.500 và tạm thời mình để 1.000 đi. Rồi mình sẽ render thử ha. Đây thì các bạn sẽ thấy được cái khuôn mặt của mình nó được tạo từ cái những cái pixel như vậy ha. Mình có thể zoom gần lên để các bạn thấy rõ hơn. Để trước hết mình tắt cái Verify Buffer. Đó. Vậy là chúng ta tương đối có được một cái hình rồi tạm gọi là hiệu ứng pin string ha. Thì các bạn có thể chỉnh lại các cái hình này bằng cách là các bạn tăng giảm cái pixel đối với cái hình gốc mà mình đã làm. Một điều các bạn còn lưu ý đó là trước khi xuất qua beta mask thì các bạn còn phải trước khi các bạn chia cái hình này thành từng ô pixel nhỏ thì các bạn còn phải nhớ là mình phải giảm cái thay đổi cái độ contrast trên cái bức ảnh này. Ví dụ như đối với tấm hình này, nếu mà các bạn chia thành từng ô pixel rồi sau đó mình xuất vào bên 3D Max thì các bạn sẽ thấy là giữa cái phần cằm và phần mũi này nó đều sáng trưng như nhau. Thì do nếu mình như vậy khi mình xuất qua bên 3D Max mình dùng cái Vera Display á thì các bạn sẽ thấy là tất cả nó sẽ đi đều cùng với nhau hết, thì mình sẽ không có thấy được rõ sự phân biệt giữa cái mũi và cái hốc mắt hay là cái miệng ha. Thì trong trường hợp này mình làm nó cũng chưa rõ lắm, thì các bạn có thể chỉnh lại bằng cách là mình sẽ chỉnh trong Photoshop trước khi qua beta mask. Đó là các điều mà các bạn cần phải lưu ý, và nhớ là cái file mình xuất ra phải là dạng file TIFF cho cái độ phân giải nó cao một chút. Nên mình xin kết thúc cái tutorial ngày hôm nay, rất mong các bạn góp ý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào các bạn.